Chuyện đó cũng đã xảy ra tầm hơn 20 năm rồi. Nhưng tới tận bây giờ, nó vẫn còn ám ảnh tôi vào mỗi đêm. Nếu không ngại, anh có thể kể tôi nghe. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn chơi cờ. Với lại tôi cũng chỉ đến đây để du lịch rồi đi à. Nếu kể ra mà anh thấy thoải mái ở trong lòng thì cũng đáng để thử mà. Tôi và mọi người cứ nghĩ là chuyện đau buồn này sẽ trôi vào quên lãng, cho đến một ngày tất cả những vụ án liên tục xảy ra và tôi sâu chuỗi lại danh sách nạn nhân thì đều có chung một điểm. Nên tôi đã nhận ra là... Ý của cô là đồng chí Hoàng Cẩm Linh có động cơ để gây ra những án mạng này? Quá rõ ràng. Bởi vì không ai trong chúng tôi có động cơ làm điều đó, và cũng không ai có tư duy cũng như cách hành động phức tạp như cô ta. Người đàn ông này là nạn nhân số 1, hay nói đúng hơn là nạn nhân cuối cùng. Người này là... Alo, tôi nghe đây. Thưa sếp, có người tới xin tự thú. Vậy sao? Tôi tới liền. Vậy là theo như lời khai nhận vừa rồi của ông thì ông chính là người đã ra tay thao túng các sát nhân trong những vụ án có xăm hình lên các thi thể gần đây. Là hình xăm nhật nguyệt và các con số đếm lùi.